Xin chào các bạn, mình đến từ phukinx.vn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dán cái mặt lưng dành cho nốt 10 cũng như là nốt 10 vừa lớt. Và đương nhiên đầu tiên chúng ta sẽ phải lau sạch cái mặt lưng nó đi. Và cái thứ hai nữa là yêu cầu các bạn dán dễ hơn trong một cái môi trường là ít bụi, ít gió và đầy đủ ánh sáng để chúng ta dễ căn hơn. Tấm dán này có thương hiệu là Go, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng với tấm dán từ trước đến nay rồi. Thì trên tấm dán sẽ có tấm số 1 và tấm số 2, thì đương nhiên chúng ta sẽ bóc cái tấm số 1 ra trước như thế này. Này, bóc ra rất là dễ thôi, kéo ra. Sau đó kéo dần dần ra một chút như này, đừng có kéo hết nữa. Sau đó là chúng ta sẽ đặt lên trên cái mặt lưng của chúng ta, mặt lưng máy ấy, sẽ căn cái cạnh trên và cạnh dưới. Bạn có thể thấy là cái cạnh trên nó phải song song với cạnh trên của tấm dán và căn một chút về camera nữa, thế là ok. Tấm dán này nó sẽ che lại cái đèn flash, nhưng mà tuy nhiên là nó không sao, nó chỉ che chống xước mà thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cả vì nó trong suốt mà. Kéo dần ra như này và đừng kéo hết. Đây là cách dán của mình thôi, mình quen dán theo kiểu này thì mình cảm giác nó dễ hơn. Còn có một số bạn đã từng dán rồi có thể dán theo cách khác. Thì mình thấy cái cách này nó tương đối là chắc chắn và tương đối là nhiều người dùng. Và khi mà đã căn chuẩn thì chúng ta sẽ dùng tay miết một chút như này để nó không bị lệch đi xung quanh. Đây như này. Hoặc là có một chút bọt ở cái phần dưới ngón tay cái đi. Bạn có thể thấy là chúng ta sẽ lại kéo nó lên. Sau đó dùng một cái thanh gạt, gạt để bay hết cái bọt khí bên trong ra. Nếu trong đó là bụi thì sẽ không thể gạt ra đâu các bạn nhé. Nhưng nếu là bọt khí chúng ta dễ dàng kéo ra như này. Và dùng thanh gạt gạt hết ra như này. Thanh gạt thì chúng ta có thể dùng nhiều cái thiết bị khác để thay thế. Ví dụ như là tiền gấp đôi lại hạn. Hoặc là cái tấm bìa sách, bìa vở thì rất là dễ. Và chúng ta sẽ dùng tay miết nốt hai cạnh bên cái cạnh cong của cái máy này. Đó, và tiếp theo là bóc nhẹ nhàng nốt cái tấm số 2 ra. Thế là hoàn thành. Rất là dễ thôi. Nói chung là chưa đến đây khoảng tầm 2 phút hoặc là 5 phút thì chúng ta có thể dễ dàng dán xong cái máy này rồi. Bạn có thể thấy là tấm dán này nó sẽ ôm khít cả mặt trên và mặt dưới như thế này. À, cạnh trên và cạnh dưới, xin lỗi các bạn. Nó sẽ không để lộ ra nhiều nữa. Cái cạnh bên cạnh này thì nó sẽ lộ ra nhiều hơn một chút, nhưng mà nói chung là không đáng kể đâu. Nó sẽ không chảy xước đến từng chút ở những cái góc kia đâu. Hoặc là các bạn có thể biết là nếu mà có dùng cả ốp chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể dán vào để nó đỡ chảy xước hơn, bởi vì nhiều ốp thì nó sẽ gồ lên một chút thì nó sẽ làm xước cái tấm dán, à xước cái mặt lưng. Hoặc là có một chút bụi lọt vào ấy thì nó sẽ cọ vào giữa mặt lưng của máy và cái phần bên trong của ốp thì nó sẽ chảy xước mặt lưng. Nói chung là cái quá trình dán rất là dễ, thao tác rất là nhanh gọn thôi. Yêu cầu bạn dán trong một cái môi trường ít gió, ít bụi và đầy đủ ánh sáng là dán được. Tấm dán này sẽ giữ cho máy có được cái vẻ đẹp tinh tế nguyên bản của Samsung thiết kế, giữ được nguyên dáng và màu của máy, nó không làm quá dày máy lên. Khi mà lắp vào ốp thì nó sẽ không làm cấn cái ốp lên, hoặc là khi mà cầm trên tay nó sẽ không làm cấn cái quá trình cảm giác cầm nắm lên. Nói chung là cầm rất là đã. Để đặt hàng các bạn có thể comment số điện thoại và địa chỉ ở ngay dưới phần bình luận, hoặc là click vào link ở dưới phần mô tả. Chúng tôi có đầy đủ link đến Lazada, Shopee và website chính để đặt hàng một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.